cho nên xuống 16,91% thật ra mà nói là cũng là một cuộc điều chỉnh coi như là nhẹ rồi đó chứ còn trên cái đường Bitcoin đi lên À, mình cho có thể được điều chỉnh rất nhiều đợt và điều chỉnh rất là sâu Cho nên những bài nào mà không chuẩn bị sẵn tâm lý là Khoi ở bất cứ một mức nào có thể bị giảm 30% trong thời gian chỉ có 1-2 ngày thì các bạn cũng nên có cái tâm lý đó tại vì đây là một cái thị trường mà rất là sôi động và cái giá cả dao động rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những điều mà thu hút rất nhiều người tham gia vào thị trường này. Các bạn thấy được là nhìn vào quá khứ, các bạn nhìn vào đây là cái biểu đồ mà chúng ta nói đầu năm 2017 cho đến đầu năm 2018 Thì các bạn nhìn vào cái đợt tăng trưởng Bitcoin này có thể là nhiều bạn nói là Hồi xưa kiếm tiền quá dễ, chỉ cần là mua Bitcoin thì Bitcoin tăng trưởng rất là nhanh Hay là mua altcoin của năm 2017 thì các bạn chọn altcoin nào nó cũng tăng lên hết Cho nên nhiều bạn thì có một cái suy nghĩ là năm 2017 kiếm tiền rất là dễ Nhưng mà không phải đâu các bạn, tại vì các bạn nhìn vào quá khứ thì bạn cảm thấy là kiếm tiền dễ Nhưng mà trong cái đợt tăng trưởng của năm 2017 thì sẽ có rất nhiều đợt điều chỉnh rất là mạnh trong đó các bạn thấy được là hồi tháng 9 của năm 2017 trong khi mà chúng ta đang trong cái mùa mà bull run cái mùa mà tăng trưởng cực mạnh thì Bitcoin vẫn có thể là bị điều chỉnh 40% các bạn thấy được là nhìn vào biểu đồ này các bạn thấy là Bitcoin bị điều chỉnh rất là nhiều lần trên đường đi lên của năm 2017 Và thực ra chúng ta nhìn vào lịch sử trước đây thì các bạn thấy được là năm 2017 thôi Trong cái mùa tăng trưởng đó đã có bốn đợt điều chỉnh rất là sâu các bạn thấy được là Đợt đầu tiên là hồi tháng 3 cho đến tháng 4 lúc đó điều chỉnh 27,5% Hồi tháng 6 đến tháng 8 điều chỉnh 35% Hồi tháng 9 đến tháng 10 điều chỉnh 33% và hồi tháng 11 điều chỉnh tới 22% của năm 2017. Cho nên nhìn về quá khứ các bạn nghĩ là năm 2017 đó rất là dễ kiếm tiền. Nhưng mà khi các bạn đang nằm ở trong cái mùa tăng trưởng đó thì các bạn lại cảm thấy lo sợ mỗi lần Bitcoin điều chỉnh hay là các bạn cảm thấy là FOMO mỗi lần mà Bitcoin tăng giá. Bitcoin bị điều chỉnh rất nhiều lần trên con đường tăng trưởng của năm 2017. Chỉ khi nào mà các bạn đã qua cái thời điểm đó rồi các bạn nhìn trở lại thì các bạn mới thấy được là tại sao mà mình lại Bán ở những cái lúc mà đi xuống như vậy trong khi mà nhìn ngược trở lại thì cảm thấy là cái sự tăng trưởng rất là mạnh Nhưng mà các bạn thấy được là thời điểm bây giờ cũng như vậy Có thể là nhiều bạn lo lắng và bán Bitcoin của mình Nhưng mà có thể là hai năm sau nhìn lại năm 2020, năm 2021 thì các bạn sẽ cảm thấy là tại sao mình lại bán như vậy Trong khi mà chúng ta vẫn đang trong cái đà tăng trưởng rất là mạnh Thì đây là một trong những cái cách nhìn mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái video này Về tình hình của Bitcoin bây giờ so với năm 2017 và điều chỉnh thì các bạn thấy đã điều chỉnh 16% Có thể tiếp tục hay không? Thì đương nhiên là có thể Chúng ta thực sự không biết được là những ngày tới đây sẽ ra sao Nhưng mà Thuận vẫn tin tưởng là Bitcoin sẽ trở lại Và thử cái mức 20.000 đô, 19.600 đô trong thời gian tới đây Và những người nào mà theo dõi Thuận Capital à, từ bấy lâu nay cũng đã biết là Thuận có chia sẻ trong cái video 777 Là chứng đoán của Thuận thì Thuận nghĩ là dựa theo lịch sử của năm 2017 thì chúng ta có thể là phải chờ cho đến tháng 2 của năm 2021. Bây giờ là cuối tháng 11 rồi, có nghĩa là chúng ta phải chờ thêm là khoảng chừng hơn 2 tháng nữa. Thì Bitcoin mới thật sự là phá cái đỉnh cũ và không trở lại nữa. Tại vì từ đây đến đó, các bạn thấy là trong thời gian khoảng chừng 8 tới 10 tuần tới đây thì Bitcoin có thể đã thử lại cái mức là 20.000 đô rất là nhiều lần như là năm 2017 các bạn thấy là đầu năm 2017 thì đã thử cái mức cao nhất ở thời điểm trước đó là thử ba lần lần thứ tư mới qua được thì đợt này có tương tự gì không thì đương nhiên là có thể cho nên chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi giá cả của Bitcoin là như thế nào và như được chia sẻ trong cái video 798 và trên những mạng xã hội thì bốn từ nguy hiểm nhất trong lĩnh vực đầu tư là lần này sẽ khác thì thường hy vọng các bạn cũng đã hiểu hơn về câu nói này tại sao mà những nhà đầu tư nổi tiếng thì thường hay nói cái câu là lần này thì khác lần này sẽ khác là bốn từ nguy hiểm nhất trong lĩnh vực đầu tư tại vì các bạn thấy được là lần này sẽ không có khác điều chỉnh là sẽ có chỉ không biết là thế nào mà thôi tình hình có thể là khác mảng đầu tư có thể là khác nhưng mà một trong những điều không khác đó chính là tâm lý của nhà đầu tư lúc nào cũng sẽ bị sợ hãi và tham lam chiếm lĩnh và sẽ dẫn đến những cái hành động khiến cho giá cả tăng mạnh hay là xuống mạnh nhưng mà nhìn vào cái góc cạnh tươi đẹp hơn thì lần này cũng sẽ không có khác có nghĩa là chúng ta cũng sẽ thấy được một cái đợt tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin tương tự như là năm 2013 tương tự như năm 2017 mà có thể tạo ra rất là nhiều triệu phú trong 1 tới 2 năm tới đây. Thì nói tới Bitcoin đi xuống thì Thuận có chia sẻ một cái bài bỏ phiếu ở trên trang web thuận capital.com nhưng mà nào có thú thì hãy bỏ phiếu bằng cái tao bấm vào cái link ở phía dưới video. Thì câu hỏi là Bitcoin Black Friday sales các bạn có mua hay là không? thì tới thời điểm bây giờ là tổng cộng là có 65 bạn đã bỏ phiếu và 58,46% các bạn nói là các bạn đã mua rồi trong cái đợt xuống giá này và 7,69% các bạn nói là không có mua và phần còn lại là 33% nói là hết tiền để mà mua thì bản thân thuận tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa một trong những cái yếu tố mình cảm thấy rất là thú vị khi mà chúng ta nói tới đầu tư so sánh với lại À, mua sắm là khi mà các bạn thấy được là khi mà more có sale thì ai cũng ào ạt đổ vào để mà mua thậm chí là xếp hàng để mà mua dành nhật nhau để mà mua trong những cái đợt sale như là black friday nhưng mà khi mà chúng ta có những đợt xuống giá trên thị trường chứng khoán trên thị trường crypto thì không ai dám mua mọi người lại lo sợ là không biết còn xuống nữa hay là không đây là một cái điều rất là thú vị khi chúng ta nói tới những nhà đầu tư cái suy nghĩ của họ như thế nào khi mà thấy giá cả đi xuống và những người tiêu dùng suy nghĩ họ như thế nào khi mà thấy giá cả đi xuống. Nên lý đâu, những nhà đầu tư cần phải có một cái cách suy nghĩ là khi mà các bạn đã quan tâm đến một mảng đầu tư nào, các bạn quan tâm đến một dự án nào, một cổ phiếu nào mà khi các bạn thấy cái cổ phiếu đó xuống giá thì đương nhiên đây là một cơ hội để các bạn mua cái giá rẻ hơn. Nếu như mà cái tình hình căn bản không có thay đổi, chỉ là tâm lý thị trường thay đổi mà thôi khiến cho giá đi xuống thì các bạn hoàn toàn có thể mua được nhiều hơn với giá rẻ hơn cũng như là một cái đợt sale của Black Friday. Thì trước khi mà chúng ta nói tới là thuần có mua lại hay là chưa thì một trong những thông tin thú vị có thể là nhiều bạn không để ý đến tại sao mà nhiều người gọi là Black Friday có nghĩa là thứ sáu đen. Thì trong cái lĩnh vực kế toán đó khi mà các bạn ghi vào lời lỗ trên những cái danh sách kế toán thì một công ty khi mà họ có lời họ sẽ dùng mực màu đen để mà ghi, khi mà họ bị lỗ họ sẽ dùng cái mực màu đỏ để mà ghi. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của mua sắm đó, những cửa hàng mà bán những hàng hóa thì các bạn thấy được là một trong những cái mùa mà họ có lợi nhuận rất là cao đó chính là cái mùa từ ngày lễ Thanksgiving cho đến cuối năm Tại vì đây là cái thời gian mà có một số những cái ngày lễ lớn Các bạn thấy được là có ngày lễ Thanksgiving Sau đó là có ngày lễ Noel Rồi tới ngày lễ là cuối năm Thì các bạn thấy được là những ngày lễ này thì người ta mua sắm rất là nhiều Người ta mua sắm cho bản thân người ta Cũng như là người ta mua sắm cho gia đình cũng như là bạn bè Cho nên đây là một cái mùa mà những cái công ty họ có thể bán được rất nhiều hàng hóa Và vì lý do đó khi mà họ có lời thì họ sẽ dùng mực nào để mà ghi vào danh sách kế toán họ sẽ dùng mực màu đen cho nên gọi là Black Friday và cái ngày mà họ bắt đầu có lời mà lời số lớn là thường là bắt đầu từ một cái ngày sau khi mà lễ Thanksgiving tại vì lễ Thanksgiving thì tất cả những cái gia đình đều tụ họp với nhau và sau đó ngày kế đó thì họ lại cùng nhau dẫn nhau đi mua sắm cho nên gọi là Black Friday. Thường cảm thấy đây là một thông tin thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên là không có liên quan đến uh, crypto. Nhưng mà hy vọng uh, cũng làm cho các bạn có uh, một cái uh, thư giãn khi chúng ta tiếp tục nói thêm những cái thông tin kế tiếp thì thường có đăng ngày hôm qua tuy nhiên là thường không có thời gian để làm video đó lý tại sao mà các bạn nên theo dõi thường khác và điều chuyên các mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất thì thường có đăng là khi mà giá bitcoin đi xuống thì thường đã mua trở lại cái số lượng bitcoin mà thường đã chốt lời thì nhiều bạn có thể biết là thường chốt lời tổng cộng là 15% bitcoin của một ngày trước đó thì tổng cộng 15% đó là thường chốt lời ở thức dùng là khoảng 18 tới 19 ngàn thường mỗi lần chốt lời thì đều đăng trên những cái mạng xã hội thì khi Bitcoin đi trở xuống cái mức là 16.000 đô thường thì không có khả năng để mà bắt đáy ở 16.100 đô ở trên sàn của Coinbase nhưng mà cái mức mà thường mua lại thì khoảng chừng là 16.500 đô thì thường nó mua lại 15% Bitcoin thường chốt lời ở cái mức là khoảng chừng 16.500 đô có nghĩa là cho đến thời điểm bây giờ Thuận không có bán một đồng Bitcoin nào, những đồng Bitcoin thuận bán đã đã mua trở lại và chuẩn bị cho cái tuyến tăng trưởng kế tiếp. Thì có thể nhiều bạn nhìn vào tài liệu này thì có thể nghĩ là thuận mua lại hơi sớm, cũng như là nhiều bạn nói là thuận chốt lời hơi sớm. Thực ra mà nói có sớm hay không thì sau này nhìn lại các bạn mới biết được chứ còn trong khoảng thời gian này không ai có thể đón được Bitcoin hoàn toàn có thể là đi xuống nhiều hơn hay là đi lên nhiều hơn chúng ta không thể nào mà chắc chắn được đó là lý do tại sao mà khi mà thường mua thì thường cũng trung bình giá nhưng mà khi mà thường bán thì thường cũng trung bình giá tại vì đây là một trong những cái chiến lược mà các bạn có thể là không cần phải quan tâm đến nhiều là bắt đỉnh và đáy là ở đâu tại vì các bạn thấy là nếu như mà bitcoin tiếp tục đi ngược trở xuống thì chiến lược của thường là sẽ tiếp tục trung bình giá và mua ở những mức thấp hơn đương nhiên nếu như bitcoin tiếp tục tăng lên từ cái mức này thì đây là một điều mà nhiều bạn cũng thấy rất là vui điều quan trọng ở đây là các bạn đừng có để những cái ý nghĩ như là bắt đáy hay là bắt đỉnh làm cho mình tê liệt không làm gì hết các bạn cần phải có một cái chiến lược là nếu như mà giá cả đi xuống thì các bạn làm gì nếu như giá cả đi lên thì các bạn làm gì khi các bạn đã có sẵn chiến lược rồi thì các bạn sẽ bớt bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường hơn và các bạn thấy là thuận đầu tư bitcoin đã rất là lâu và đây là cái đợt đầu tiên mà thuận chia sẻ với các bạn là thuận bán bitcoin của mình và thật ra mà nói là trong vòng mấy đêm qua thì thường cũng cảm thấy là hơi khó chịu tuy là nhiều bạn thì khi mà bán bitcoin chốt lời thì cảm thấy là dễ chịu hơn nhưng mà ngược lại thường thì cảm thấy là thiếu thiếu cái gì đó tại vì mấy năm qua thường không có bán những cái bitcoin mà mình lưu trữ nhưng mà thường biết một ngày nào đó cũng phải bán mà thôi tại vì uh, cuối cùng thì thường cũng phải cần tiền để mà bắt đầu những cái chiến lược khác mà thường đã dập ra cho bản thân của mình trong thời gian tới đây đầu tư vào những mảng đầu tư khác Và đương nhiên các bạn tiếp tục theo dõi kênh này thường sẽ chia sẻ những cái bước kế tiếp của thường sau khi mà chúng ta có cái được tăng trưởng như là mong muốn thì thường đã chia sẻ là sẽ chúc lời tổng cộng là 50% của bị con của mình mà thôi 50% còn lại sẽ không chúc lời sẽ tiếp tục giữ nhưng mà 50% mà thường sẽ chúc lời thì thường sẽ dùng tiền đó để mà làm gì thường sẽ chia sẻ thêm